Xin chào các bạn seller nhé. Hôm nay mình với các bạn cùng nhau mò về cái lorry kit này nhé. Ở đây các bạn thấy các thanh công cụ, đó là tính năng cơ bản, mẫu cắt, thông tin chi tiết, thương hiệu và màu nhé. Chúng ta sẽ vào cái tính năng cơ bản trước là hình ảnh và chữ nè. Thông thường thì chúng ta sẽ viết chữ trước rồi mới chèn hình sau, đúng không? Chúng ta sẽ nhấp vào. Đây là tiêu đề phụ. Còn nếu nếu mà các bạn không có cần tiêu đề thì các bạn vẫn có thể xóa bình thường ha. Đây. Các bạn nhấn chỉnh sửa, các bạn nhấn vào đây. Nếu mà các bạn không có xài tiêu đề thì các bạn nhấn xóa. Còn nếu mà các bạn có muốn xài tiêu đề thì các bạn chỉ việc tô khói và nhấn xóa và đánh chữ rồi thôi ha. Đây, các bạn không xài thì các bạn bỏ vào thùng rác đi. Đó, tiêu đề phụ không xài thì bỏ vào thùng rác. Còn cái này là mình đánh nè, mình đánh chữ ha. Đó, coi như cũng dễ ha các bạn. Chèn hình nè, các bạn chỉnh sửa nội dung thì các bạn nhấn vào tấm hình và nhấn vào tấm hình nữa và các bạn chèn hình vào ha. Ví dụ như vậy ha. Đó. Các bạn chiều cao nè, các bạn canh cho vừa cái đúng chuẩn của cái hình nó đẹp thì các bạn nhìn cái chiều cao nè. Chí mí thì các bạn ok ha. Luôn ha. Đó. Rồi tới mẫu cắt ha. Mẫu cắt thì cái này là nó đã cho cái form sẵn, các bạn chỉ việc click vào và các bạn thay đổi hình thôi, cũng dễ mà. Các bạn vào chỉnh sửa nội dung ha. Đây mình click vào đây, mình muốn thay đổi hình thì mình nhấn vào đây để mình đổi hình nè các bạn. Đó, nó sẽ đổi hình cho các bạn. Còn nếu các bạn không có thích cái hình này thì các bạn nhấn xóa đi. Rồi cái hình ở dưới này thì cũng tương tự như vậy, đây chữ cũng như vậy ha. Chữ thì các bạn thích thì các bạn nhấn, còn không thích thì xóa, là các bạn đánh diễn giải rồi vô ha. Cũng dễ mà ha các bạn. Đó. Rồi thông tin, cái phần thông tin này thì dành cho những bạn mà bán quần áo rồi ha. Rồi phần chi tiết thì cái này là cái chỗ mà chụp cận cảnh sản phẩm này ha. Ví dụ như các bạn muốn chụp cận thì các bạn click vào đây rồi các bạn chèn hình, còn không thích thì các bạn xóa ha, rồi đánh chữ nữa nè các bạn. Cũng dễ mà ha các bạn. Cũng về thương hiệu thì cũng tương tự như vậy ha. Màu màu thì cái này cũng dễ mà ha các bạn nè. Ví dụ như mình bán album ha, bạn nhà chỉnh sửa nội dung nè, mình bán album thì mình sẽ để màu vô nè. Đây mình sẽ chữa cái này lại là màu hồng pin, đúng rồi, cũng được ha. Rồi mình tự nhiên cái này nó khó làm thế nhỉ? Thì các bạn muốn chèn vào thì các bạn nhấn đổi hình thôi ha. Mình thấy cũng dễ mà, các bạn đang khó gì.
Rồi cái này thì mình đổi là chữ đen hoặc là chữ black nè các bạn. Đại loại là anh vậy ha. À, bên đây thì mình cũng tương tự ha. Đó, mình chỉnh sửa lại ha các bạn. Cơ bản lại vậy ha. Đó. Mình thấy cũng dễ mà. Bây giờ thì các bạn đã biết rồi đúng không? Về cái phần chữ á. Cái phần chữ ở chỗ đây này. Cái này các bạn nhấn chỉnh sửa. Tiêu đề nè, các bạn có canh giữa nè. Tô đen in nghiêng nè, cỡ chữ nè, phông chữ nè, màu chữ và đổ màu nền nè. Và xóa, bạn không muốn thì bạn xóa đi, là cũng toàn tiếng Việt thôi, cũng rất là dễ ha. Các bạn chịu khó nghiên cứu ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Và chúc các bạn có những mô tả sản phẩm thật là đẹp ha.